Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên có mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinet, một dòng xe đạp thương hiệu của Pháp, và xe này được sử dụng vành bánh lên đến kích thước 27,5 inch. Bộ chuẩn động của xe được sử dụng là bộ Shimano DOG với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng. Một chiếc xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Chopit, cái thương hiệu mà cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Thương hiệu của Pháp và mang về một chiếc xe, đây là model Martinet các bác nhé. Kiểu dáng form rất là đẹp, các bác có thể nhìn là khung nó có một cái đoạn gồ lên này, nhìn là chiếc xe nó cực kỳ là hầm hú. Dây thì toàn bộ đã được chạy âm sườn, và chiếc xe này có cái tông màu trắng pha với màu cam đây, nhìn nó rất là thể thao, rất là trẻ trung. Cái model Martinet này thì bên em về rất là nhiều và được rất nhiều các bác ưa chuộng, vì đây là một chiếc xe nói là ngoại hình rất là đẹp. Đấy, cấu hình thì cực kỳ là tốt trong cái phần khúc giá. Xe này thì nguyên zin hết 100% các bác nhé, toàn bộ phụ tùng nó nguyên zin hết. Các bác có thể nhìn vành bánh này, vành này kích thước 27,5 inch các bác nhé, sử dụng quả lốp của Kenda và bản lốp của xe là 2.10 các bác nhé, một cái bản lốp rất là lớn. Đó, bộ chuyển động của xe là Shimano DOG với 10 tầng níp và đặt đĩa là 3 tầng đĩa các bác nhé, cũng là của DOG luôn, full một set chuyển động. Và xe có 30 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng. Trên phần ghi đông này thì xe được trang bị cũng tay bấm xả DOG đây các bác nhé, và thêm là cả cụm phanh dầu từ thương hiệu Maura, thương hiệu phanh này rất là tốt trên thị trường này. Và nó có thêm một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái nữa cho các bác khóa lại rất là tiện lợi, giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực, giảm sóc này thì cũng nguyên zin theo xe luôn các bác nhé, toàn bộ nguyên zin hết 100%, kể cả những cái chi tiết cái cồn bát này, cổ phốt này, zin hết. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 38 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 53 cm. Chiếc xe này có cái khung khá là nhỏ, nó sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m55 đến 1m65 đi phù hợp. Chuyển động rất mượt các bác nhé, đồ Shimano DOG. Các bác chơi xe thì nó cũng rất là quen với cái bộ này rồi. 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt các bác nhé. Và giá của chiếc xe bên em đang bán là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.